Chào mừng anh chị đã quay trở lại kênh mua bán xe cũ. Em là Xuân Trường đến từ Auto88, có địa chỉ cửa hàng tại số 5 đường Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội. Thì hôm nay em Trường lại tiếp tục lên sóng cho quý anh chị một mẫu xe siêu hot trong phân khúc crossover. Đó chính là chiếc Mazda CX-5 phiên bản 2.0 sản xuất và đăng ký 2019, một chủ cá nhân biển quốc thành phố quý anh chị nhé. Và chiếc xe này mới chỉ lăn bánh có hơn 3 vạn km thôi ạ. Rất là mới, full lịch sử bảo dưỡng trong hãng. Và với mức giá bên em đang chào bán chỉ với 799 triệu đồng, giá trên vẫn còn thương lượng được cho quý anh chị nào khi tới xem xe trực tiếp tại cửa hàng quý anh chị nhé. Thì ngay sau đây em xin mời quý anh chị cùng em Trường trải nghiệm và đánh giá thực tế chiếc xe này ạ. Đó thì xe được khoác lên mình màu sơn trắng, một trong những cái màu sơn rất là hot, tính thanh khoản cực kỳ là cao. Và theo cảm quan đánh giá của em Trường thì chiếc xe này có tỷ lệ sơn zin lên đến 80%, một tỷ lệ sơn zin khá là cao đối với chiếc xe đã qua 3 năm sử dụng rồi ạ. Đó, sơn xi của xe vẫn còn rất là đều quý anh chị nhé. Đây là thế hệ 6.0 với mức giá, em nói thật với quý anh chị là dưới 800 thì đây là một mẫu xe đáng để quý anh chị lưu tâm nhé. Một chiếc xe gầm cao này, 5 chỗ, rất là rộng rãi, thoải mái, option rất là nhiều luôn. Đối với phiên bản 2.0 này thì những cái tính năng so với thế hệ 6.5 thì nó ngang với bản 2.0 Luxury. Đó, nốp nắp vẫn còn rất là dày luôn quý anh chị ạ. Sơn xi của xe thì quý anh chị có thể đánh giá rất là đều, rất là đẹp, rất là đồng màu luôn ạ. Và chiếc xe này hoàn toàn là một chiếc xe mộc mà bên em vừa cập bến nhá. Đây quý anh chị có thể đánh giá này, cái form dáng của CX-5, nhất là cụm đèn hậu rất là ăn khớp với cả phần đầu của xe, tạo nên một chiếc xe có rất là nhiều điểm nhấn về thiết kế, về option đó. Và đây em sẽ mở khoang cốp quý anh chị cùng xem nhá. Xe mới về bên em cũng chưa dọn dẹp, chưa tỉa tót gì nhiều, gần như là mộc nguyên bản đó. Khoang cốp thì chủ đã độ lên dán thảm sàn 6D rồi, cực kỳ là xịn sò. Và bản 2.0 này nó đã có cốp điện quý anh chị nhá. Luxury phiên bản mới mới có cốp điện, còn bản Deluxe thì lại chưa có đâu quý anh chị ạ. Đây, đối với phần vế bên này thì cũng rất là đều màu, xe rất là tông màu, rất là đẹp luôn ạ. Đã dán các cái mạ chrome để giữ xe trông xe rất là có điểm nhấn luôn quý chị nhé. Lốp láp này hay những cái vành của xe thì cũng còn rất là mới luôn ạ. Đã trang bị lên bậc lên xuống đó. Quý chị cũng có thể đánh giá này, thực ra xe thì cũng đã như những cái xe mộc mà em quay mộc thì những cái vết đây là những vết dán này, trước là họ cũng có dán viền ở quanh inox này. Đó thì em sẽ cho đi tẩy và khắc phục lại nhé. Em đã bóc ra rồi. Đó, sơn xi phần đầu xe quý anh chị có thể đánh giá rất là đẹp luôn. Cái phần chóa đèn cũng còn rất là mới, rất là trong. Đó, đèn thì nó đối với CX-5 thì cũng rất là sáng rồi, rất ok. Hay là mặt ca lăng của xe cũng còn thiết kế trông rất là đẹp, sang chảnh. Đó, đối với anh chị nào muốn trải nghiệm một sự mới mẻ, đẹp đẽ thì đây là một chiếc xe để quý chị lựa chọn đấy ạ. Và ngay sau đây em sẽ quay chi tiết từng khoang nội thất của chiếc xe để quý chị có thể đánh giá nhé. Thì đầu tiên đây quý chị cũng có thể đánh giá thế này, lớp dán cũng còn chưa bóc hết luôn. Đó, xe thì bên em hoàn toàn là xe mộc, thế nên là em sẽ mở hết các cánh cửa để quý chị có thể theo dõi, tiện theo dõi nhé. Đối với chiếc Mazda CX-5 này, form dáng của ghế thì rất là đầm chắc, ngồi rất là ôm lưng luôn quý anh chị ạ. Rất mới luôn, trải nghiệm ngồi rất là thoải mái. Em cao 1m75 thế nhưng ngồi cũng cực kỳ là thoải mái, rất là cao luôn. Đó. Hay là ghế, đối với ghế da của Mazda CX-5 nói riêng hay là dòng Mazda nói chung thì ghế da thì thật sự so với các đối thủ như Hyundai hay là Toyota thì thực sự ghế da của Mazda nó không được bền bỉ cho lắm. Thế nhưng như chiếc xe này quý anh chị có thể đánh giá này, ghế da vẫn còn rất là căng mọng, căng lắm, bóng, chưa có những cái lếp nhăn. Đó, xe mới chỉ chạy có lăn bánh có hơn 3 vạn thôi thì cũng không có gì để mà bàn nhiều. Đó, đây, ghế da vẫn còn rất là mới. Xe đã được trang bị thêm hắt kính, đó, thảm sàn đầy đủ. Đây, như quý anh chị có thể nhìn thấy này, vô lăng của xe cũng còn nguyên phần luôn quý anh chị ạ. Đó, vô lăng đã tích hợp đầy đủ các chức năng như đàm thoại rảnh tay hay cruise control, đầy đủ hết quý anh chị nhé. Đây, hai khu vực cần số táp ly này,
mặt phần mặt cũng còn rất mới luôn, các cái phím bấm xe nguyên bản luôn quý chị ạ, và đã được bọc trần rồi quý chị nhá. Thì rất nhiều ý kiến cho rằng là bọc trần trông xe mất thẩm mỹ đi, nhưng mà thực ra bọc trần nó cũng có rất nhiều cái điểm lợi như chống nóng tốt này đó, hoặc là như quý chị nào không thích thì em có thể hỗ trợ toàn bộ là đổi về trần trần zin quý chị nhá. Đó, ở phần ghế phụ phía sau thì quý chị có thể đánh giá này, xe chưa dọn dẹp gì cả, thế nhưng ghế da của gần như là hàng ghế sau của xe cũng không, chủ nhân cũng không ngồi tới, không sử dụng tới. Đây quý chị có thể đánh giá nhé, cực kỳ căng luôn quý chị ạ, rất là đẹp. Đó, cửa gió điều hòa phía sau cực kỳ mới luôn. Rồi, em sẽ quay một chút về bên trong khoang máy để quý chị ở xa cũng có thể tiện theo dõi và đánh giá nhé. Về các option thì em sẽ không đi sâu, vì quý chị nào đang quan tâm tới sản phẩm này thì thực sự là quá nắm rõ về các cái tính năng, những cái option rồi. Thì em chỉ sâu những cái mà bên trong chiếc xe còn lại ở những điểm như thế nào đấy ạ, độ mới ra làm sao. Đó, đây quý chị có thể đánh giá này, các cái phần con ốc của xe hoàn toàn là zin nguyên, mộc nguyên quý chị nhé. Và khoang máy em xin phép là chưa dọn dẹp. Đó, để quý chị ở xa tới xem và trải nghiệm, đánh giá một cách chân thực hơn. Đó, vì khi dọn sạch đi những chiếc xe mà chảy dầu hay thấm dầu thì hoàn toàn quý anh chị không thể đánh giá được. Đây, các cái con ốc chân máy này, hay là gang máy quý anh chị có thể đánh giá này, còn rất là sáng luôn, nó không bị thâm. Nếu mà chiếc xe nào, chia sẻ thật sự với anh chị, những chiếc xe nào ngập nước hay là chạy cực kỳ nhiều thì gang máy sẽ hay bị thâm quý anh chị nhá. Đây, các con ốc quý anh chị có thể nhìn thấy là nguyên màu, nguyên si luôn. Đó, cực kỳ là sáng, đẹp. Ốc 7 màu đấy ạ, hoàn toàn. Đó, chiếc xe này có độ bô quý anh chị nhá, có độ bô thể thao, đi cực kỳ là hầm hố rồi. Hay là các cái con ốc nắp capo thì hoàn toàn là zin nguyên hết. Đó, chưa có sự tháo dỡ. Rồi, thì em cũng đã sơ tỏa mô tả qua về bên ngoài, bên trong nội thất và bên trong khoang máy. Thì những anh chị nào thật sự đang quan tâm tới sản phẩm này, hãy nhanh tay đến gọi điện thoại ngay cho em Trường, số điện thoại 0926743333 để em Trường có thể tư vấn, hỗ trợ và đặc biệt là báo với anh chị một mức giá yêu thương hơn nữa. Và em xin kính mời quý chị bớt chút thời gian quý báu của mình qua bên em xem và trải nghiệm, đánh giá thực tế những chiếc xe mà bên em đang bày bán để có cái nhìn nhận, những cái đánh giá khách quan hơn nữa. Những chiếc xe bên em bán ra em đều cam kết bằng văn bản cho quý chị là những chiếc xe đã được kiểm tra kỹ lưỡng về mặt chất lượng, cam kết xe không lâm đụng, không tai nạn, không ngập nước, hồ sơ pháp lý chuẩn quý chị nhé. Và em xin được cảm ơn quý chị đã bớt chút thời gian quý báu của mình xem hết clip này. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những clip tiếp theo ạ.